Dạ em xin chào tất cả những cô chú, những anh chị đang xem video của em nha. Hôm nay thì lại tiếp tục một bé Poodle nữa được khách chốt. Đây là bé Poodle bé trai bên nhà em, màu đỏ nâu. Đây là màu được rất là nhiều anh chị yêu thích nè, lông xanh rất là đẹp luôn. Và bé bên nhà em thì đã được 2 tháng tuổi rồi. Khi mà khách chốt thì về nhà mới thì cho bé ăn thì rất là dễ dàng thôi, tại vì bên em đã cho bé ăn mạnh rồi thì bên em mới gả nha. Dạ không hiểu sao mà mỗi lần đi giao cúng cho khách mà gặp chị khách nào mà yêu thương các bé này, vuốt ve các bé, cưng nựng các bé thì em cũng cảm thấy rất là vui trong lòng luôn á. Tại vì vui là vì các bé của bên nhà em đã tìm được những người chủ thật sự yêu thương mình nè. Và chúc con nha về nhà mới với mẹ mới nè thật sự là an yên và hạnh phúc luôn. Và shop thú cưng giá rẻ của em thì chuyên cung cấp các dòng cúng cảnh như là chó búp mặt xệ nè, chó Poodle, chó lạp xưởng, chó Corgi và rất là nhiều các loại cúng cảnh khác uy tín và chất lượng, được đảm bảo thuần chủng trọn đời. Và khi mua hàng bên nhà em thì có cả sổ sức khỏe, tiêm ngừa, sổ dung đầy đủ, kèm thêm nhiều phần quà hấp dẫn như là thức ăn cho bé nè, vòng đeo cổ cho bé. Và các anh chị ơi, anh chị nào mà mình còn thắc mắc về các bé nào của bên nhà em thì có thể liên hệ hoặc inbox qua Zalo số điện thoại 0939285272 cho shop để được tư vấn và hỗ trợ nha. Và các anh chị ơi, anh chị nào mà mình chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký nha, để mình có thể theo dõi những video mới nhất mà của shop chuẩn bị ra ạ.